nói nghe coi, nói coi. Ừ, cái gì hả? Sao nói nghe coi, nói bà nậu nghe coi. Nay con được mấy ký? Nói đi. Nói nay con cân được 8 ký bà nội ơi. Nói gì đó. Ừ, sao hả? Cái gì ra hả? Cái gì vậy hả? 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 Chụp tấm hình vô đẹp trai nè, đẹp trai nè.